Giá tiêu hôm nay 29 tháng 9, đi ngang tại thị trường nội địa giá tiêu hôm nay, thị trường trong nước khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ hôm nay bắt đầu đi ngang, duy trì mức giá từ 69.000 đồng 1 kg, 72.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá tiêu khu vực Tây Nguyên tiếp tục dao động trong khoảng 69.000 đồng 1 kg, 70.000 đồng kg. Cụ thể như, giá tiêu chư xê, gia lai, được thương lái thu mua ở mức 69.000 đồng 1 kg. Giá tiêu đắk lắk hôm nay và giá tiêu đắk nông được thu mua ở mức 70.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam bộ giá tiêu hôm nay dao động từ 71.000 đồng 1 kg, 72.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá tiêu Bình Phước đang được thu mua ở mức 71.000 đồng 1 kg. Còn giá tiêu bà rịa Vũng Tàu duy trì bằng giá hôm qua ở mức 72.000 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay 29 tháng 9, cà phê trong nước quay đầu giảm giá cà phê trong nước. Sau phiên giao dịch tăng hôm qua thì giá cà phê hôm nay lại giảm nhẹ, mức giảm khoảng 200 đồng 1 kg, giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên trung bình 66.200 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tung ở mức giá 66.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá là 66.500 đồng 1 kg, giảm 200 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.700 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Emga giá cà phê hiện ở mức 66.100 đồng 1 kg. Còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.200 đồng 1 kg, giảm 200 đồng 1 kg. Cảm ơn bà con đã xem.